Xin chào mọi người, Linh Glen xin giới thiệu một lô đất có diện tích 142,5 m², tọa lạc tại mặt đường Vĩnh Thái hay còn gọi là đường Thủy Tú, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang. Đường rộng 8 m nối từ Phong Châu qua vòng xoay Võ Nguyên Giáp đến thẳng 23 tháng 10, thuận tiện kinh doanh về lâu dài. Vị trí đất ở cách sông Tắc chỉ 100 m, khu vực đang có đường bờ kè sông Tắc rộng hơn 20 m đang thi công và nằm ngay phía sau khu đô thị Mỹ Gia, nhưng giá đất chỉ bằng một nửa, chỉ 17 triệu/m². Mức giá có thể nói là rẻ nhất khu vực hiện tại. Đất phù hợp với tất cả các nhu cầu như đầu tư từ ngắn hạn đến dài hạn, để dành kinh doanh hoặc định cư lâu dài. Hôm nay chúng ta sẽ di chuyển đến đất từ quảng trường 2 tháng 4. Hiện thành phố đang tổ chức Festival Biển Nha Trang 2022. Tại khu vực quảng trường có rất nhiều các gian hàng đang chuẩn bị để khai mạc liên hoan biển. Chúng ta đi thẳng đường Nguyễn Thị Minh Khai theo hướng Lê Hồng Phong. Du lịch Nha Trang đã và đang hồi phục, trở lại như lúc trước khi có dịch bệnh. Thành phố đã trở nên đông đúc hơn và nhiều hàng quán kinh doanh, khách sạn đã mở lại. Đây là một tín hiệu tuyệt vời cho nền kinh tế thành phố nói riêng và cả tỉnh Khánh Hòa nói chung. Đi đến cuối đường Vân Đồn, chúng ta sẽ phải sang đường Lê Hồng Phong để đi về hướng xã Vĩnh Thái. Đúng ra nếu đi thẳng theo đường Phong Châu, khoảng cách đến đất sẽ khá gần. Từ đèn giao thông ngã ba Vân Đồn, Lê Hồng Phong đến đất là khoảng 2 km. Tuy nhiên, đoạn đường nối từ Phong Châu vào đường Vĩnh Thái hiện đang thi công hơi khó đi, nên chúng tôi sẽ đi theo hướng đường Võ Nguyên Giáp, qua các gói khu đô thị Mỹ Gia, đến vòng xoay thì rẽ trái vào đường Vĩnh Thái. Đường Vĩnh Thái đoạn nối từ Võ Nguyên Giáp đến 23 tháng 10 rất đông đúc, nhiều hàng quán kinh doanh hiệu quả. Tuy nhiên, đoạn nối từ Võ Nguyên Giáp đến Phong Châu thì chưa sầm uất được như vậy, có lẽ phải mất một thời gian ngắn nữa. Khi tuyến đường Vĩnh Thái nối Phong Châu thi công xong, đây sẽ là trục giao thông trọng điểm kết nối khu dân cư đất lành ra đường Võ Nguyên Giáp 23 tháng 10. Phía bên phải đường Vĩnh Thái là đường bờ kè sông Tắc lớn đang được đổ đất thi công. Vì vậy, lô đất của chúng ta sở hữu một giá trị rất lớn cả về việc kinh doanh và tiềm năng tăng giá bất động sản. Và đây là lô đất của chúng ta, từ trụ bê tông bên phải đến cây bạch đàn bên trái. Các lô xung quanh hiện chưa xây nhà, tuy nhiên khu vực đã có hạ tầng hoàn thiện, đường rộng rãi, điện nước đầy đủ. Lô đất khá dài, phù hợp với gia đình muốn thiết kế sân vườn trước sau và có chỗ để ô tô. Xu hướng thiết kế sân vườn trước sau đang ngày càng thịnh hành khi căn nhà sẽ có nhiều ánh sáng tự nhiên và nhà bếp sẽ nhìn ra một khoảng sân đẹp đầy cây hoa. Đất cao ráo bằng phẳng, sẵn sàng xây dựng ngay, tuy hiện tại có hơi nhiều cây mọc dài. Lô đất có chiều ngang 5,21 m, phần đuôi 5,01 m, một cạnh dài 27,72 m và cạnh còn lại là 29,08 m. Hai cạnh bên song song, lô đất không bị bóp hậu. Mặt tiền dài hơn mặt đuôi 20 cm là do mặt trước đất hơi xéo nhẹ một chút. Từ lô đất đi ra sông Tắc chỉ khoảng hơn 100 m. Đây là một dòng sông lớn cho không khí mát mẻ và chất lượng cuộc sống cao hơn. Phía sau đất là khuôn viên của các gói thuộc khu đô thị Mỹ Gia, với giá đất thấp nhất hiện tại khoảng trên 33 triệu/m² và phải xây dựng theo quy định, một cản trở khá lớn đối với các gia đình chưa có nhiều điều kiện kinh tế để xây nhà 3 tầng kiên cố. Trong khu đô thị Mỹ Gia hiện đang xây dựng trường học, bệnh viện đa khoa thành phố Nha Trang cùng các tiện ích khác.
mọi người có thể thấy đất nằm trên mặt đường nối hai tuyến đường trọng điểm Phong Châu và đại lộ Võ Nguyên Giáp, rất gần trung tâm thành phố Nha Trang. Đây là đoạn đường bờ kè sông Tắc đang được thi công. Phía bên kia sông là khu tái định cư Thủy Thú với giá bán thời điểm hiện tại là trên 30 triệu một mét vuông. Vì vậy, giá bán 17 triệu một mét vuông của lô đất này là mức giá rất đáng ngạc nhiên và chắc chắn là rẻ nhất khu vực hiện nay. Pháp lý lô đất ở mức cao nhất, có sổ hồng riêng. Trong 142,5 mét vuông thì có 91,2 mét vuông là đất thổ cư, 51,1 mét vuông là đất nông nghiệp. Toàn bộ lô đất thuộc quy hoạch đất thổ cư, tuy nhiên do không có nhu cầu nên gia chủ hiện chưa chuyển đổi. Hơn nữa, 91,2 mét vuông đất thổ cư là đủ xây dựng một căn nhà rộng rãi và 51 mét vuông đất nông nghiệp có thể làm sân vườn trước sau, chừa gara ô tô. Với giá bán chỉ 17 triệu một mét vuông, đây là mức giá được cam kết là rẻ nhất khu vực, phù hợp với tất cả các nhu cầu như đầu tư từ ngắn hạn đến dài hạn, kinh doanh nhiều mặt hàng, định cư lâu dài. Đặc biệt với nhu cầu định cư, đây là một lô đất rất đẹp vì cách bờ sông chỉ 100 mét. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại trong phần mô tả để chúng tôi được phục vụ bạn sở hữu lô đất đẹp này nhé. Xin trân trọng cảm ơn.